Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 52 trên kênh truyện định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cuốn số 52 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. liên y ngưng vô thức quay đầu nhìn về phía quỷ vực hoàng lão đĩnh nhưng đập vào mắt chỉ là một bức tường đá cổ mật thất cô ta bất lực mỉm cười thu hồi ánh mắt cái gì tôi và nữ tướng đều chấn kinh đứng dậy kể thần hai chúng tôi không theo kịp tốc độ suy nghĩ của liên y ngưng bởi vì cô ta nói đến việc hoàn nguyên chân nhân muốn hoàn thành chấp niệm của mình muốn chiếm lấy toàn bộ mau xuân quỷ môn ép buộc tôi phải thần phục tại sao đột nhiên hoạt đề lại chuyển sang đám quỷ vương đại quân của hoàng lão lĩnh đây tốc độ tiết đấu tư duy của liên yên ngưng đúng là vô hạn chúng tôi đuổi theo rất vất vả đôi khi tôi rất hoài nghi về chỉ số iq của mình có phải là iq của tôi quá thấp hay không chẳng còn cách nào khác trước bộ não của cô nương yêu nghiệt này bất cứ ai cũng cảm thấy như vậy liên yên ngưng mỉm cười nhìn ra nữ tướng như lai chỉ cho đến lúc này tôi mới phát giác Hành động của chúng tôi quá thất thố Tôi chỉ có biết ho no nhẹ mấy tiếng rồi từ từ ngồi xuống Tạm gác vấn đề của đại quân của Hoàng Lão Lính qua một bên Chúng ta nói tiếp về chấp niệm khác của Hoàn Nguyên Vẫn còn có chấp niệm khác sao? Nếu bà bà không nén đừng vội vàng chuyên hỏi Đúng vậy, Hoàn Nguyên vẫn còn có chấp niệm khác Cũng chính là Cao Hà đang lưu lại cho cô ta lê Đề ngưng tự tin đáp lại chờ một chút để ta nghĩ xem y ngưng phải chăng là cô nói đến âm tùy châu cuối cùng thì tôi cũng nắm bắt được suy nghĩ của liên y ngưng tôi vội vàng đưa ra phán đoán lê Đề ngưng là một nụ cười nhìn tôi rồi gật đầu không đúng âm ma châu bán thành phẩm trong tay của hoàn nguyên có lẽ đã được sử dụng hết vậy tại sao cô ta còn phải thu hồi mấy nghìn viên âm tùy châu đã rơi vào tay tôi cô ta quá chấp niệm rồi phải không hoặc là nói kỳ thực âm ma châu bắn thành phẩm chưa hề bị sử dụng hết khi đó cô ta vẫn có một đức hạnh như vậy thực ra thì cô ta vẫn còn có một lý do khác thì câu mày lẩm bẩm phương ca tạm không nghĩ tới việc âm ma châu bắn thành phẩm đã được sử dụng hay chưa hiện tại chúng ta đang nói về chấp niệm của hoàn nguyên còn nhớ lúc mà cô ta đã nói gì với phương ca không? cứ để cho ngươi tạm thời bảo quản mấy nghìn viên âm tùy châu không được để thiếu một viên, sau này ta sẽ lấy lại. Cũng chính đã nói bất kể là mấy nghìn viên âm tùy châu này có tác dụng với cô ta hay không, chấp niệm này nhất định phải được hoàn thành. Vì vậy có thể suy đoán, có lẽ đây là một đạo niệm khác mà cô ta muốn hoàn thành. Phương ca, cô ta đã tìm tới Phương ca, trước khi có đủ điều kiện để buộc quỷ môn phải đầu hàng, đồng thời Phương ca phải cam tâm tình nguyện giao âm tùy châu và nửa cuốn bí kíp xin quỷ thuận, cô ta sẽ không đồng thủ với Mau sơn quỷ môn. Sau khi nói xong, liên yên ngưng lặng lẽ nhìn về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận những lời liên yên ngưng nói đều rất có lý. Thảo nào mà ngay sau khi công kích cửa hàng quan tài, hoàn nguyên công tiếp tục nhắm vào tôi. Hóa ra cô ta có nhiều mục đích như vậy. Y ngừng người kết luận thế nào về việc sau khi hoàn nguyên lập công kích cường hàng quan tài, mục tiêu lại chuyển sang các đại quân của Hoàng Lão Lĩnh. Tuy bối rối nhìn cô ta rồi hỏi, nữ tướng và liễu bà bà đều có cùng một nhãn thần giống như là tôi. Sự phân tích của Liên Y Ngưng đã tiết lộ nhiều mục tiêu của hoàn nguyên chân nhân. Tuy chỉ là suy đoán, sự thật không hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít ra suy đoán này cũng rất có lý tình ấm nghĩ hồi lâu nếu làm việc như vậy rất phù hợp với tính cách của hoàn nguyên chân nhân cửa hàng quan tài bị săn phẳng hưng hưng và từ quỷ thất tung làm liền suýt nữa thì bị đánh cho hồn phi phách tán những thứ này tác động quá nhiều đến tâm lý của tôi cho dù là có kinh nghiệm của ba kiếp sống nhưng cũng rất khó để có thể bình tĩnh lại kể từ những phân tích của liên y ngưng tôi và bọn nữ tướng đều có thể cực kỳ bình tĩnh để suy ngẫm cuối cùng cũng có thể đi đến một kết luận điều khác biệt là nếu tự bản thân tôi muốn suy luận ra những điều này tôi sẽ không thể làm được nếu như không bỏ ra mấy ngày để miệt mài suy nghĩ nhưng đối với liên y ngừng kể từ khi tôi kể cho cô ta biết rất nhiều điều bí mật trên đường bay tới tổng đàn của quỷ môn cô ta đã phân tích ra được những điều này thời gian còn chưa tới một tiếng đồng hồ đây chính là điểm khác biệt liên y ngừng rất giỏi về phương thức tư duy nhảy vọt đây chính là thứ năng lực mà chúng tôi không hề có điều này không liên quan đến tuổi tác mà là có liên quan đến thiên phú sự tồn tại về phương diện não lực thiên phú bẩm sinh của liên y ngừng và toàn lãnh nam là điều mà chúng tôi không thể hiểu được liên y ngừng nhận định bước thứ hai trong kế hoạch của hoàn nguyên chân nhân là nhằm vào các đại quân của hoàng lão lĩnh điều này đã khiến cho cả ba người chúng tôi đều rất hoang mang không hiểu tại sao liên yên ngưng lại đưa ra kết luận như vậy nghe có vẻ rất khó tin được thôi sau khi hoàn nguyên xuất thế cô ta đã săn vằng cửa hàng quan tài nhưng cũng không tiếp tục truy sát môn chủ của quỷ môn mà cho tôi tung hoành khắp nơi cần hoàn nguyên lại chạy đến các đại quân của hoàng lão lĩnh đây là có đạo lý gì cho dù tôi có kiến thức rất rộng nhưng nhất thời cũng không thể tìm được nguyên nhân. Vẫn là câu nói đó. Hãy cho tôi thêm thời gian, tự nhiên tôi sẽ đoán ra được. Nhưng trong nháy mắt đã nắm bắt được ý nghĩa chân thực của đối phương, đặc biệt là ý tưởng thực sự của một đại mà đầu có tầm cờ sâu như biển như hoàn nguyên chân nhân. Đối với tôi mà nói, nó thực sự rất khó khăn. Đừng nói là tôi chẳng phải là nữ tướng và liễu bộ hàng cũng phải chóng vắng hay sao. Có vẻ như mức độ não lực của ba chúng tôi cũng rất ngang bằng. Điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy được an ủi. Cần về phần yêu nghệt như Liên Yên Ngưng. Nói đùa gì chứ, ai dám để bên cạnh tranh với cô ta về phương diện này. Đó không phải đã đi tìm cái chết hay sao. Chỉ cần trực tiếp hỏi cô ta đã được rồi. Liên Yên Ngưng nhìn tôi. Sau khi chấm gấp buồn hồi cô ta nhẹ giọng nói Phương ca Theo như miêu tả của Phương ca Lão quỷ vạn nằm an tấn tác chính là quỷ tinh Do cao hà khống hồn phải không Trái tim của tôi loạn nhịp Tôi mơ hồ hiểu được ý tứ của cô ta Bởi rằng tôi cảm thấy rất chấn kinh Một lời làm thức tỉnh người trong mộng Câu nói đó chính là lúc này Nữ tướng và liễu bà bà chấn kinh đưa mắt nhìn nhau Nơi tướng quay đầu nhìn Liên ưng Ngưng cất giọng Người nói tiếp đi Liên Ư Ngưng gật đầu nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng Phương ca, tên ma đầu đó là Cao Hà Cô ta có thể khống hồn ăn tấn tắc Mà ăn tấn tắc lại chính là một lão quỷ vạn năm Sức chiến đấu và ý chí của cô ta đạt đến cảnh giới quá khủng bố rồi Và khi đó bên trong thân thể của Cao Hà Chỉ là một đạo tàn hồn thời viễn cổ còn chưa tới đẳng cấp lục địa thần tiên. Trong một loạt trận đánh với Phương Ca, chiến lược của Cao Hà đã bị Phương Ca chấn áp, cuối cùng cô ta bị đưa vào dị độ không gian. Kể từ nguyên nhân chủ yếu vẫn quy vào đạo hành, lúc đó pháp lực của cô ta quá thấp, cho dù chiến lược của cô ta rất xuất sắc, nhưng vì Phương Ca dùng thiết lực để chấn áp, cho nên cô ta không thể kháng cự được nhưng ở đây lại lộ ra một vấn đề vô cùng to lớn thời kỳ làm cao hà cô ta không thể khống hồn đáo quỷ vạn năm an tấn tắc chứng tỏ trong tay cô ta có bí thuật khống quỷ vô cùng khủng bố đẳng cấp của bí pháp này quá cao siêu thì lỗi cho tôi đừng nói thẳng tôi e rằng còn cao siêu hơn nhiều so với dưỡng quỷ thuật của quỷ môn chỉ cần từ việc đạo hạnh của cao hà không đủ nhưng lại có thể khống chế một đáo quỷ vạn năm an tấn tắc Có tư vị đạo hạnh vượt trội hơn nhiều so với đạo hạnh của cô ta Điều đó cũng đủ để phản ánh lên vấn đề này Cần phải biết được rằng cô ta không phải là pháp sư chuyên nuôi dưỡng quỷ Thủ đoạn bổ trợ tuyệt đối không thể đuổi kịp quỷ môn Trình độ cống quỷ cũng không chặt chẽ Nhưng hiệu quả của việc cống quỷ còn tốt hơn Mao Sơn quỷ môn Còn mạnh hơn cả âm dương dưỡng quỷ tâm đây là một thực tế vô cùng khủng bố. Tiên y Ngưng nói đến đây biểu cảm của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Lúc này chúng tôi đã hiểu được hoàn toàn kế hoạch của Hoàn Nguyên chân nhân. Hoàn Nguyên muốn khống hồn đám quỷ vương đại quân của Hoàng Lão Lĩnh, nơi cái khác cô ta muốn trực tiếp khống chế quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Nơi tướng nghiến rằng nghiến đời nói ra câu này qua bạc, đều ngữ vô cùng là bằng lệnh lê đi ngừng gật đầu ánh mắt trở nên âm trầm cô ta nghiêm giọng nói phương ca lúc trước đã nói qua khi hoàn nguyên chân nhân xuất hiện ở cửa hàng quan tài chỉ có một mình cô ta bản thân đều đã rất không bình thường cô ta đã ẩn cư mấy trăm năm thân phận của cô ta chính là lão tổ của mau sơn chính tâm tại sao cô ta lại đi một mình tôi luôn cảm thấy rằng người này đã âm thầm nuôi dưỡng một loạt quỷ quái đã mọc lông mọc cánh chỉ có điều trước thời điểm phơi bày ra đám quỷ quái đó, tên đại ma đầu hoàn nguyên chân nhân có giá tầm khống chế hai phái chính tà. Lẽ nào cô ta có thể không biết đạo lý nuôi dưỡng thế lực đích truyền của mình quan trọng thế nào? Chúng ta không hiểu được, điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Hoàn Nguyên đơn thần đến đây, trước tiên triển khai báo thủ đối với Phương Ca, bởi vì cô ta vô cùng tin tưởng, chỉ cần dựa vào chính mình, cô ta có thể săn phẳng cửa hàng quan tài. Kết quả đã rõ, cửa hàng quan tài biến thành đống hoang tàn đổ nát. Thực lực chính là đạo lý mạnh nhất, mặc dù hoàn nguyên công hoàn Mỹ thì thực hiện được mục đích đầu tiên là bắt được hương hương và tử quỷ. Nhưng thực lực cá nhân của cô ta đã triển hiện ra quá là cường hãn rồi. Đám cao thủ mà cô ta âm thầm nuôi dưỡng hiện tại đang ở đâu? Theo phán đoán của tôi, chúng đang âm thầm động thủ với các môn phái khác trên đạo thượng. Tôi lắng nghe mà đôi mắt đã mở to hít cỡ. Cách đây không lâu tôi đã rất lo lắng về việc liệu có thế lực nào đó lợi dụng việc các cao thủ hay phái chính tả đều đang tập trung tại tòa nhà triển lãm để tiến hành công kích hay không. Nhưng sau khi đã nghĩ lại, tôi cảm thấy trên thế gian này không có thế lực nào có thể làm được như vậy. Cho nên tôi đã bỏ qua nhưng sau khi nghe Liên Y Ngưng phân tích, trong lòng của cô ta vô cùng kinh hãi. Đúng vậy, tuy chúng tôi không biết tới thế lực đó, nhưng không đại biểu cho thế lực đó không tồn tại. Phương ca đừng quá lo, đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Hoàn Nguyên rất lợi hại, nhưng thực sự có thể bồi dưỡng được một thế lực lợi hại như vậy hay không, cũng còn rất khó nói. Liên Y ngừng liếc nhìn tôi rồi vội vàng bổ sung thêm một câu. Tôi gật đầu cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi trào của mình rồi giang hiệu cho nên y ngừng tiếp tục. Bất kể hoàn nguyên chân nhân có bố cục như thế nào nhưng ở cường hàng quan tài xác thực cô ta chỉ xuất hiện một mình cho nên có thể kết luận rằng cô ta đã cố ý làm như vậy. Sau khi cầm kích cường hàng quan tài nếu tôi là hoàn nguyên vậy thì suy nghĩ sẽ là làm thế nào để khuếch đại sức mạnh của mình dựa trên những cơ sở ở địa phương Hoàng Lão Lính đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Ở quỷ vực Hoàng Lão Lính có rất nhiều lão quỷ vạn năm, đội ngũ binh lính quỷ hồn rất đông đúc. Với thực lực của Hoàng Nguyên lúc này, việc cống hồn trục lão quỷ vạn năm không khó. Chỉ cần khống hồn được bọn trưởng tôn ngạo quân, có thể chỉ huy được toàn bộ khu vực Hoàng Lão Lính rồi. Mặt khác Hoàng Nguyên chỉ huy đại quân của quỷ vực Hoàng Lão Lính, mang theo một thế lực to lớn của mình quay vào, bảo vệ tổng đàn của quỷ môn dùng hàng triệu sinh linh bình thường để uy hiếp quỷ môn đầu hàng buộc phương ca phải đầu hàng quy thuận sau đó bí mật phối hợp với thiết lực ngầm càn quét hai phái chính tà như một quả cầu tuyết mọi người có cảm nghĩ gì về kế hoạch hành động này để đề ngừng nói đến đây thì dừng lại trong khi tôi và bọn nữ tướng đều xứng sờ đến ngây người suy đoán của liên y ngưng quá đáng sợ và vô cùng hợp lý các đại quân của hoàng lão lính, mỗi người đều có tâm cơ rất thâm sâu. Hơn nữa chiến lược cũng... Tuyệt vô thức buồn miệng nói một câu. Lê đi ngừng thở ra nhẹ giọng nói. Phương ca, trên thế gian này có rất ít việc may mắn. Mục đích của hoàn nguyên xuất hiện một mình. Phương ca đã đoán ra rồi chứ. Không muốn suy nghĩ nhiều phải không? Vậy thì tôi nói cho Phương ca biết là được rồi. Cô ta đã xuất hiện một mình, còn có cả lôi độn thuật vô cùng khủng bố. Hồi nữa bản thân cô ta mang theo một thân đầy bí thuật thời viễn cổ, chính là cô ta đang chờ cơ hội giáng lâm. Cô ta rất linh hoạt và tùy cơ hành động, nếu mang theo những người khác, nó sẽ làm giảm đi tính linh hoạt. Còn cơ ngộ ư, kể từng đó chính là bố cục của Cao Hà. Nói một cách đơn giản, hoàn nguyên bố cục khi còn là Cao Hà, đuổi theo nguyên tắc tối đa lợi ích hóa Đôi mắt của Liên Y ngừng lóe lên đầy trí tuệ, lời nói mang theo sức thuyết phục. Khi cô ta phân tích tình huống, toàn thân cô ta tàn phát ra một sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Đó là sức hấp dẫn của những bậc thông thái. Một lần nữa Liên Y ngừng lại đứng dậy, cô ta hoàn toàn hòa nhập vào tư duy suy nghĩ của Hoàn Nguyên, vừa đi đi lại lại vừa chậm rãi phân tích. Rất cuộc thì Hoàn Nguyên đã hành động như thế nào? Sau khi cầm kích cường hàng quan tài, thư phụng hoàng lão lính là một bước đi vô cùng quan trọng không sai cả lão quỷ và năm trong hoàng lão đính đều rất khó chống đỡ bình thường có vẻ như hoàng lão lính vững như bản thạch kỷ luật nghiêm minh bất khả xâm phạm cho dù là bán bộ phi tiền có muốn xâm nhập vào quỷ vực để lén lút công kích việc này cũng vô cùng khó khăn chỉ cần một mệnh lệnh của trường tôn ngạo quân toàn bộ hoàng lão lính có thể lập tức hành động bị vô số âm bình vây quanh cho dù là bán bộ phi tiên cũng sẽ ôm đầu mà bỏ chạy như chuột. Nhưng mà hiện tại thì sao? Do vì Cao Hà đã gây ra cuộc xâm lược của quần quỷ giết địa ngục, Hoàng Lão Lính đang tiến hành rút lui quy mô lớn. Bọn họ đành phải bỏ lại toàn bộ cơ nghiệp, trong lòng mang theo đầy oán khí lục tục rời đi. Bọn họ không hề biết được sự tồn tại của Hoàn Nguyên, căn bản không hề đề phẩm. Đây chính là một cơ hội trời ban cho Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên chỉ cần tăng ẩn đi tông tích, âm thầm quyết định một trong số các vị đại quân, tìm cơ hội để ra tay, sau đó đột ngột ra tay, đồng thời sử dụng bí thuật để khống hồn. Tiếp theo là khóa định quỷ vương đại quân thứ hai, chỉ cần hành động thật nhanh và đủ tàn độc, sẽ không mất nhiều thời gian để khống chế được thế lực của Hoàng Lão Lĩnh. Liên đề ngừng công nghệ đối thoại với chúng tôi, cậu ta chỉ cúi đầu vừa đi lại vừa suy diễn tính khả năng. Ba người chúng tôi từ lâu đều đã xứng sờ trước những lời nói của Y Ngưng. Theo hướng suy nghĩ của Y Ngưng, càng nghĩ theo chiều hướng đó, chúng tôi càng cảm thấy kinh sợ. Không sai, hoàn nguyên một mình tới cường hàng quan tài, còn ta sớm đã hạ quyết tâm thu phục hoàng lão lính. Còn ta tiếp nhận bố cục của Cao Hà, bắt đầu triển khai một loạt kế hoạch mới. Các đại quân của hoàng lão lính làm sao biết được tên man đầu này đã xuất thế, càng không biết được rằng tên ma đầu này đang nhắm vào bọn họ. Tự nhiên sẽ không có biện pháp đề phẩm. Sau khi rời khỏi quỷ vực, đám quỷ vương đâu phải lúc nào cũng hội tụ bên nhau. Tất cả đều phải có những lúc đi đơn lẻ một mình. Phương hình chung đó chính là cơ hội tốt nhất cho hoàn nguyên đang tặng tông ẩn tích này. Với bản lĩnh của cô ta, cho dù là trường tôn ngạo quân rất cường hãn, nhưng cũng bị rơi vào khốn cảnh, rất khó để thoát thần được. Còn trên nói đến lôi độn thuật của Hoàn Nguyên, với tốc độ đó làm sao đám quỷ vương đó có thể trốn thoát được đây? Rất có khả năng các đại quân của Hoàng Lão Lĩnh bị Hoàn Nguyên chấn áp, khống hồn từng người một, tương đương với việc cô ta đã khống chế được quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Hoàng Lão Lĩnh triệt thoái, việc này không thường xuyên phát sinh, nếu bỏ lỡ cơ hội này, Hoàn Nguyên muốn tìm thời cơ đánh đén cũng không thể có được nên cô ta lúc này không có thời gian để ý đến Phương Ca bởi vì cô ta còn bận những việc quan trọng khác. Liên Đi Ngừng không hề kết thúc tư duy, cô ta vẫn tiếp tục đi tới đi lui. Sau khi khống chế được đám quỷ vương của Hoàng Lão Lĩnh, cô ta có thể chỉ huy quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh. Mà lúc này cách thời gian thông đạo của địa ngục sụp đổ không còn bao lâu, địa ngục sắp thu hồi lại quần quỷ đang tác yêu tác quái nhưng nếu như vậy, đó không phải là lãng phí cơ hội tốt nhất để thu thập quần quỷ đó sao? Đây là cơ ngộ do Cao Hà dày công bố trí mới có được. Dù sao thì sau khi đã thu thập xong hoàng lão lĩnh, cô ta đã làm xáo trộn nghiêm trọng đến trật tự thế giới. Ta làm một thì sẽ làm hai. Trước khi địa ngục thu hồi đám quỷ vương dích địa ngục tầng 16, cô ta sẽ dẫn bọn trường tôn ngạo quân đi đánh cướp đám đại quỷ vương của địa ngục. Tiếp theo cô ta sẽ cắt đứt liên lạc với địa ngục, sử dụng thủ đoạn khống hồn, biến đám đại quỷ vương giết địa ngục đó trở thành quỷ tinh của chính cô ta. Sau khi thu thập xong đám đại quỷ vương, cô ta đã chỉ huy bọn chúng triệu hồi tất cả đám quỷ vương và bắn bộ quỷ vương của địa ngục. Sau đó dưới sự giúp đỡ của đám đại quỷ vương, cô ta đã đi thu phục những thế lực khác. Không đúng, thời gian đã không còn kịp nữa, vậy thì cô ta sẽ động thủ với đóng đại quỷ vương thương phụng được càng nhiều đại quỷ vương càng tốt sau này sẽ gây ra rắc rối với địa ngục nhưng đó là chuyện về sau trước tiền cứ chiếm tiện nghi rồi trước tiền cứ chiếm tiện nghi rồi hãy tính cả ba người chúng tôi đều hoàn toàn chấn động bị những suy luận của liên yên ngưng làm cho chấn kinh liên yên ngưng cao mày chin chán cô ta đổ ra đầy mồ hôi lạnh theo mức độ suy diễn cực hạn, thân thể và ý thức của cô ta đã không thể chịu đựng được nữa. Điều này liên quan đến việc cô ta không phải là pháp sư, là bởi vì bình thường sử dụng bộ não của bọn họ với cường độ như vậy nhất định sẽ bị tổn thương. Nhưng điều đó không quan trọng, với chúng tôi mà nói sau khi cô ta đã sử dụng cực độ tinh thần để suy luận. Việc sử dụng pháp lực sẽ giúp cô ta điều chỉnh lại thân tâm miễn là nó không làm tổn thương đến bản nguyên là được. Vì vậy tôi ra hiệu cho nữ tướng và liễu bà bà đừng nằm kinh động đến đêm y ngưng. Cô ta đã suy luận đến bước đường này. Cứ để cho cô ta suy luận tới những bước tiếp theo, đỡ phải suy luận hay cho mất công. Thời gian quá eo hẹp còn lẽ chúng ta chỉ có thể bắt được đến 3-4 năm con đại quỷ vương. Nhưng đó cũng là một sự trợ giúp đắc lực. Cũng nên biết đủ chúng ta có nên thay đổi thuận tự bắt đám quỷ vương của địa ngục trước sau đó mới đi thu thập hoàng lão lĩnh hay không Lê đi ngừng đột ngột dừng chân lại cô ta đang lâm vào tình thế lựa chọn khó khăn sau khi suy nghĩ một hồi lâu Lê đi ngừng lắc đầu lầm nhầm nói không được số lượng quỷ vương của địa ngục ngày càng nhiều về sau càng khó giải quyết bởi vì có rất nhiều điều đình với địa phủ ngược lại hoàng lão lĩnh mới là mục tiêu tốt nhất hơn nữa hoàng lão lĩnh rất hiếm khi để lộ ra điểm phát định. Hiện tại do vì sự cố của địa ngục, hoàng lão lĩnh đã phải vội vàng rút lui. Đây là cơ hội ngàn năm có một là thiên đại cư duyên mà cao hàn để đại cho hoàn nguyên. Cơ hội trời ban mà không nhận lấy, ngược lại sẽ trở thành tai họa. Cho nên hoàn nguyên đã thu thầm hoàng lão lĩnh trước, thời gian còn đại tận dụng khả năng khống hồn đại quỷ vương của địa ngục càng nhiều càng tốt liền y ngưng ngờ mặt lên trời mà cười như điên lúc này y ngưng đã quên mất thân phận của mình thân tâm của cô ta đã chìm trong suy diễn giờ phút này e rằng liền y ngưng đã thực sự coi mình là hoàn nguyên chỉ có dùng phương thức này cô ta mới có thể tiếp cận sự biến hóa về tâm lý của hoàn nguyên nhìn mồ hôi của y ngưng đã thấm ướt cả quần áo tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng vẫn là ý tứ đó không nên làm phiền cô ta cứ để cho cô ta tiếp tục suy diễn. Lê Đề Ngưng cười một lúc lâu sau đó mới tiếp tục lầm bầm. Trước khi địa ngục thu hồi quần quỷ, tốt nhất là phải khuất phục năm sáu con đại quỷ vương, hội nhầm với thế giới cổ hoàng lão lĩnh. Trong nhà mắt đã có thể hình thành lên một thế lực khủng bố như hồng thủy, sau đó gian đệnh cho chúng bao vây bọn chân khách thuần và cao thủ hai phái chính tà. Phải đích thần xuất mã quy hàng, kẻ nào chống lại sao phải chết. Những kẻ nguyện ý quy thuận có thể phát thể thuần phục, những kẻ không chịu quy thuận có thể gian lệnh cho đám quỷ vương cao thủ giết ngay tại chỗ, tránh để kinh động đến thế tục, không để gây rắc rối về sau. Là việc này để kết thúc quỷ cục tòa nhà triển lãm, tận dụng nó hết mọi khả năng chiếm lấy tiện nghi. Mặt khác dùng thế lực đã âm thầm bồi dưỡng suốt mấy trăm năm. công kích những tiểu tông môn không có bán bộ phi tiên vận độc địa thần tiên tọa chấn, lúc này chỉ còn lại các đại hình tông môn đã chưa bị công phá hội tù đám cao thủ đắc quy thuận dẫn theo quân đoàn quỷ quái để bảo vệ tổng đàn của mau sơn quỷ môn không cần phải bắt người thân hay là bạn bè của phương cương chỉ cần tuyên bố nếu quỷ môn không chịu quy thuận đại quân quỷ vần sẽ đi viễn trình tới những thành phố xa hơn lấy sự tính mạng của hàng triệu người dân vô tội để uy hiếp không sợ quỷ môn không quy thuận cũng không sợ phương cường sẽ tắc yêu tắc quái cho dù quỷ môn có âm thầm tặng ẩn rất nhiều cao thủ đỉnh phong chẳng hạn như là các đại lão bán bộ phi tiên Do vì bọn họ không dám rời khỏi tổng đàn cho nên cũng vô dụng dùng tính mạng của bách tính môn dân để ép các cao thủ khác của quỷ môn phải xuất hiện bên ngoài tổng đàn đạt được như vậy đại cầu có thể định được rồi sau khi thu phục được quỷ môn, có được một nửa cuốn bí tịch trong tay phương cường hoàn thiện pháp thuật của bản thân, sau đó sẽ nhắm vào long hồ sơn hoặc mau sơn chính tông, ập giường dưỡng quỷ tông, tuân thủ quy tắc thuận thì sống chống thì chết, trong những năm sau sử dụng những thủ đoạn bao vây dụ dỗ đi gián lo gì những kẻ nắm trường quyền trong các đại tông môn không chịu đầu hàng không nên cứng hành tấn công các đại hình tông môn sẽ dẫn đến các đại lão của các tông môn đó phần kích lại hay dùng những thủ đoạn khác đủ để đạt được mục đích là nhưng cũng không thể diệt môn chỉ cần bọn họ quy thuận là được tránh việc bọn họ liều mình cái chết sách lưới sau vài năm có thể thống nhất chính tà duy ngã độc tôn ba người chúng tôi đều toát cảm bộ hồi lạnh quá công bố rồi kế hoạch này quá là đáng sợ tôi vẫn luôn cho rằng có thể hoàn nguyên sẽ sử dụng người thân hoặc bạn bè của tôi như một lá bài để thương lượng. Nhưng tôi chưa bao giờ tính ra được chính xác mức độ tàn nhẫn của đối phương. Hoàn nguyên cần gì mà phải lãng công phí sức để bắt chu tính và bọn đại đầu. Chỉ cần sử dụng những sinh linh vô tội trong thành phố nào đó như một lá bài để mặc cả uy hiếp tôi, tôi sẽ hết võ chống lại. Mặc dù biết rằng có khả năng chỉ là lời nói của Hoàn Nguyên Thế nhưng mà chưa chắc cô ta đã dám làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Chẳng lẽ cô ta không sợ thiên địa phép tắc sẽ nổi cơn thịnh nộ hay sao? Nhưng tôi cũng hiểu được Hoàn Nguyên đã ẩn cư hàng mấy trăm năm. Hiện tại Hoàn Nguyên có thể điên cuồng đến mức độ nào, chỉ có trời mới biết được. Nếu cô ta muốn nhanh chóng đạt được mục đích mà giấy động can qua, vậy thì thiên hạ coi như thảm rồi. Liên Y ngừng suy tới lúc này về cơ bản phát thảo tổng thể đã rõ ràng, có khả năng về phương diện chi tiết còn phải bổ sung thêm. Nhưng là kế hoạch tổng thể đã hiện ra trước mắt. Tôi cho rằng cho dù có sai lệch, cũng sẽ không sai lệch quá nhiều. Sợi điên cuồng trong mắt của Liên Y Ngưng dần dần đắng xuống. Một khắc nào đó Y Ngưng ngồi bệt xuống đất, miệng thì thào như người mất hồn. Hoàn Nguyên đã lên kế hoạch như vậy, còn bên chúng tôi thì sao? chúng tôi đã căng thẳng nhìn đến y ngưng không dám kinh động đến y ngưng trong trạng thái suy nghĩ cực độ tính toán về thời gian các đại quân của hoàng lão lĩnh đã có đến 7 tám phần bị khống hồn hoàng lão lĩnh bị khống chế đất thành định cục vậy thì chỉ có thể can thiệp từ các hướng đúng cái khoảng thời gian thông đạo của địa ngục bị sụp đổ vẫn còn một khoảng thời gian các cao thủ của quỷ môn phải lập tức hành động cướp người không không bắt sống Hoàn nguyên hiện tại đang bận với việc của Hoàng Lão Lĩnh, không có năng lực quán xuyến cả ngày đầu. Đối thủ thời gian tranh lệch này, các cao thủ của Quỷ môn sẽ lập thành đội nhóm để bắt đám Quỷ Quái của địa ngục. Phải từ cấp độ bán bộ Quỷ vương trở lên, không cần quan tâm đến tiểu phụ sau này có Quỷ trách nhiệm. Trong thời gian đối đầu với Sinh Tử, quan tâm nhiều mà làm gì? Trước khi Hoàn Nguyên kịp ra tay, chúng ta phải bắt càng nhiều càng tốt, bí mật hành động đừng thông báo cho các đại lão như âm dương chân nhân và chân khách thuần lực lượng khống chế trong tay mình mới là vương đạo những quỷ vương bị bắt nhất luật sử dụng bí thuật lợi hại nhất để khống hồn cắt đất mối liên hệ thông giữa bọn chúng và địa ngục khống chế khắc chắn trong tay của quỷ môn đại quỷ vương là mục tiêu chính là luyện bắt từng con quỷ vương một không được để cho quần quỷ phát giác trước hoàn nguyên kiểm ra tay không để lại cho cô ta một con đài quỷ vương nào sắc mặt của liên y ngưng tỏ ra vẻ tàn độc nghe giọng nói của cô ta cả ba chúng tôi nhìn nhau đầy kinh hãi liên y ngưng đang đắm chìm trong suy diễn mắt của cô ta không hề có hình ảnh của chúng tôi sau khi bắt được quỷ vương lập tức bảo vệ bọn trương khách thuần và những người khác tránh để bị hoàn nguyên vây sát tôi phượng có lôi đồn thuật là không giả nhưng tranh thủ ra tay trước cô ta đưa tất cả những cao thủ hai phái chính tàn đến khu vực an toàn để ẩn nấp các cao thủ đại năng đều tập trung tại một chỗ như vậy hoàn nguyên chỉ có thể dậm chân kêu trời tàu đàn của quỷ môn có thể vứt bỏ tất cả mọi người đều phải rút lui không để cho hoàn nguyên có cơ hội bao vây không tìm thấy người cô ta có thể uy hiếp được ai đây âm thầm bắt chước hành vi của hoàn nguyên mục tiêu là mang sân quỷ vực Khống hồn, khống hồn, tiếp tục khống hồn. Sự cục diễn như thế nào đi chăng nữa, đại đa số quỷ vương ở mang sân quỷ vực phải được cống chế dưới sự kiểm soát của quỷ môn, tạo thích cân bằng với hoàn nguyên. Cô ta muốn làm lớn màu sơn quỷ môn cũng làm lớn. Trong tình huống lực lượng của cả hai bên ngang nhau, cô ta không thể uy hiếp được ai, càng không thể dám tùy tiện sử dụng sinh đinh trên thế gian để làm lá bài thương lượng sau đó sẽ là một khoảng thời gian đối đầu kéo dài. Cảnh giác đề phòng hoàn nguyên chân nhân sử dụng siêu năng lực của bản thân để ám sát cao thủ phía bên chúng ta. Chờ một chút bí mật thời viễn cổ của hoàn nguyên chân nhân mạnh đến mức nào. Theo như lời cô ta tự nói, đơn giản là đại chiêu thần càn và giết thần, chẳng hạn như năng lực công bố còn tăng ẩn cho đến lôi độn thuật có tốc độ đệ nhất đặc biệt là về phương diện đạo hành của hoàn nguyên lúc này để tính toán một khi đã triển khai những bí thuật thời viễn cổ này ai có thể ngăn cản được cô ta đây nhưng có một điều rất quỷ dị là trong trận chiến tại cửa hàng quan tài đạo hoa khảo thấy cô ta thi triển những thủ đoạn tương tự hai mẹ con của hương hương đã được con chó lớn thanh sơn mang đi tới một dị độ khác tuy tốc độ rất nhanh thời gian lại ngắn nhưng nếu hoàn nguyên sử dụng lôi đồn thuật cô ta hoàn toàn có thể nắn được khi con chó lớn thành sơn kịp lao vào trong thông đạo nhưng sự thật là hoàn nguyên chỉ bất lực nhìn thanh sơn cõng theo mẹ con hương hương trên lưng chạy trốn còn có cả mà nữ mặc cốc cõng lầm dành nữ trên lưng xuất cuộc việc sử dụng địa chiêu đã khiến cho hoàn nguyên bị thương mà cốc nhận cơ hội chạy thoát nhưng cũng không thấy hoàn nguyên sử dụng bí thuật lợi ngại thời viễn cổ để truy sát. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ sau khi hoàn nguyên đất thăng cấp lên bán bộ phi tiên, cô ta không thể dễ dàng thúc động bí thuật thời viễn cổ, không thể có đạo lý như vậy. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, sử dụng bí thuật thời viễn cổ nhất định có sự hạn chế. Ví dụ như là độn thuần có tốc độ tương đương với tia chớp, không ai có thể đuổi kịp hiệu quả này hơn hẳn những loại độn thuật khác. Nhưng khi cô ta là cao hạ, cô ta chỉ sử dụng có một lần, còn đối với những bí thuật thời viễn cổ khác, chẳng hạn như là trận pháp bảo hộ siêu xanh. Nhưng sau đó thì trận pháp bị phá vỡ, không thấy cao hạ sử dụng lần hai. Nếu tính như vậy thì việc sử dụng bí thuật thời viễn cổ phải có hạn chế rất lớn, không các gì là hạn chế về phương diện thời gian, không gian và năng lượng cho nên hoàn nguyên không thể tùy tiện sử dụng bởi vì sau mỗi ít lần sử dụng không thể sử dụng lần thứ hai trong một khoảng thời gian dài phải trở qua một khoảng thời gian đệm đây chính là lý do cô ta vẫn còn có những kế hoạch phải làm chẳng hạn như là thu phục hoàng lão lĩnh hay là một việc gì đó làm sao có thể cô ta lãng phí cơ hội sử dụng bí thuật tại cửa hàng quan tài cho nên mới dẫn đến kết quả hiện tại cũng chính là nói đối mặt với những tham vọng lớn và mối hận thù cá nhân hoàn nguyên càng coi trọng những tham vọng lớn hơn theo cách này độ uy hiếp của hoàn nguyên đã giảm đi rất nhiều nếu trong quá trình cô ta thu phụng các đại quân của hoàng lão lĩnh cô ta liên tục sử dụng bí thuật thời viễn cổ vậy thì cô ta sẽ không thể sử dụng cùng một loại pháp thuật thời viễn cổ lần hai trong một thời gian dài đây chính là một tin tức tốt Hoàn Nguyên chân nhân không thể chỉ dựa vào pháp thuật thì viễn cổ bị giới hạn. Các cao thủ bên chúng ta muốn bảo vệ được chính mình, vậy thì thủ đoàn tốt nhất là tập trung tại một chỗ, đừng cho đối phương có cơ hội công kích riêng đà. Tốt nhất là có cao thủ cấp độ bán bộ phi tiên, tòa chấn bên cạnh. Vậy thì cho dù Hoàn Nguyên có bản lĩnh thông thiên, cũng vô dụng, hai bên cân bằng lẫn nhau, chỉ có thể chiếu theo phương thức thông thường để tranh bá. Lê Đề ngừng thẳng hắt ra một nơi trận mắt, toàn thân mất hết sức lực cô ta ngã vật xuống đất rồi ngất đi. Tôi đã sớm đến bên cạnh cô ta từ lâu, một tay đưa tay đỡ y ngưng, tôi cảm kích trầm giọng nói, y ngưng cảm ơn cô. Nơi tướng vội vàng bước tới sau khi bắt mạch cho Linh y ngưng và cho uống đan dược, nơi tướng rằng hiệu cho y ngưng sẽ không sao. Lê Đề Ngừng đã suy diễn đến cực độ hao tồn quá nhiều tâm lực, gần như là tiếp cận tình trạng đèn hít dầu nhưng con nữ tướng ở đây không thành vấn đề Con nữ tướng giúp điều trị y ngừng chỉ cần ngủ mấy hôm cô ta sẽ khỏe lại như voi hiện tại nó chỉ có thể để cho cô ta ngủ cũng may trước đó y ngừng đã nói xong những lời vô cùng quan trọng bà bà nữ tướng hay người nghĩ thế nào Tuy nhiên nữ tướng ôm lên y ngừng đặt trên chiếc ghế bên cạnh rồi trầm giọng sau khi nữ tướng và liễu bà bà đưa mắt nhìn nhau, nữ tướng thở dài. Thu dọn đồ đạc vứt bỏ tổng đàn, tìm nước ẩn nấp cho những đệ tử quân đạo hạnh thấp. Các cao thủ xuất phát cùng môn chủ, chúng ta bắt đầu hành động truy bắt đại quỷ vương của địa ngục. Cả tôi và liễu bà bà đều im lặng, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Việc bắt một lượng lớn đại quỷ vương của địa ngục, hậu hòa sẽ rất lớn, phải giải thích với âm tạo địa phổ thế nào đây? nhưng đúng như liên y ngừng đã phân tích chúng tôi sẽ bị hoàn nguyên từng bước ép xuống vực sâu thọ bị dồn và đừng cùng còn cắn người huống hồ là bản môn chúng ta cứ làm như vậy tôi nghĩ rằng đưa ra quyết định trong bản môn có bao nhiêu vị bán bộ phi tiên cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng hỏi chẳng còn cách nào khác phải vứt bỏ tổng đàn để rút lui tôi cần phải nắm được điều này Lớp bà bà và nữ tướng nhìn nhau cả ngày chậm rãi gật đầu. Nữ tướng nhìn tôi rồi nhẹ giọng Môn chủ, bản môn chỉ có hai bán bộ phi tiên, đều là cấp độ cao dai. Hai người liên thủ có thể cạnh tranh với bán bộ phi tiên cấp đại viên mãn, thế nhưng chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ. Sau đó... Nói đến đây thì nữ tướng dừng lại. Thế liền giật mình chấn kinh, đáp án cũng còn được hai vị bán bộ phi tiền cao dai. Điều này khiến cho tôi có chút tự tin, nhưng không có cấp độ bán bộ phi tiên đại viên mãn. Như là hoàn nguyên, điều này khiến cho tôi có chút thất vọng. Một chủ, một khi chuyển di, thì hai vị lão tổ phải phong ấn đi đạo hành để bảo vệ an toàn, thậm chí còn phải hạ xuống dưới cấp độ lục địa thần tiên. Môn chủ cũng hiểu rằng thứ mật thiên kiếp ghét nhất chính là những pháp sử có tư vị chân chính lên trên cấp độ bán bộ phi tiên, nhưng mà lại che giấu đi đạo hành thực sự. Một khi đã bị thiền kiếp phát hiện, nhất định sẽ khiến dẫn đến thiền đồi trừng giới. Đương nhiên, tôi hiểu rõ ý tứ của Liễu Bà Bà. Thiền kiếp giống như một sự tồn tại của một linh hồn, một tiêu thanh trừ của nó, chính là những pháp sử có đạo hành từ bán bộ phi tiên trở lên. Còn nếu đạo hành chưa đạt tới cấp độ này, các pháp sư sử dụng bí pháp để nâng lên thành chiến lực cấp bắn bộ phi tiên trong một thời gian ngắn thiền kiếp sẽ không thèm để mắt tới đương nhiên sau khi dùng bí pháp để thăng cấp cũng cầm giữ được quá lâu nếu thiền kiếp cảm giác không thuận mắt mà giáng xuống bích đảo sấm xét không cẩn thận cũng mất mạng viện chưa bắt đại quỷ vương ngay vì lão tổ không cần tham gia yêu cầu bọn họ phong ấn đi đạo hành cải trang thành những đệ tử bình thường. Cộng với đệ tử di chuyển đến khu vực an toàn, thì cũng không hỏi rõ hai vị lão tổ này là ai mà lập tức ra lệnh. Đến lúc này liễu bà bà mới yên tâm gật đầu. Trong bản môn có bao nhiêu vị thực sự là lục địa thần tin trở lên. Tuy nhiên về phía nữ tướng, ý tứ câu nói này đã rất rõ. Đội đi bắt quỷ vương phải lựa chọn những cao thủ này. Nữ tướng không hề do dự nhẹ giọng đưa ra một con số. Mắt tôi liền sáng lên, tôi biết quỷ môn phát âm trầm triển rất lợi hại, nhưng không ngờ bản môn lại tàng ẩn sâu đến như vậy. Tính thêm cả ngay người, tìm thêm sáu người nữa, chúng ta thành lập một đội ngũ chính người đi với bắt đại quỷ vương, cần phải có đạo hạnh cao, và đứng nhanh nhảy bén và phải tuyệt đối trung thành việc này nhất định phải giữ bí mật tôi nhờ mắt ra lệnh vâng Nữ tướng và liễu bà bà các cúi đầu hành lễ, sau đó lập tức rời khỏi mật thất để ban mệnh lệnh và tuyển chọn nhân sự. Tôi quay đầu lại nhìn về y ngưng, đang nằm hồn mề trên ghế đá. Cô ta có được một nhóm cao thủ của quỷ môn bảo vệ. Cùng với hai vị lão tổ và những đệ tử cấp thấp khác di chuyển tới những căn bí mật khác của quỷ môn, bất kể là liên y ngưng hay cổ quất, cả ngay đều được đảm bảo thế không cần phải lo lắng về phương diện này hai vị đại lão sẽ lo liệu với sự hỗ trợ của hai vị lão tổ chúng tôi đã giảm đi được một nửa phần việc mười phút sau có tám người đứng trước mặt tôi tất cả đều mang theo ba lô và vũ khí của bản thân đi đầu là nữ tướng đeo mặt nạ trắng và liễu bà bà để lộ ra một hàm răng xanh nét Sau người phía sau gồm bà nam bà nữ tất cả đều khoác đạo bào màu xanh đeo mặt nạ dạng mũ bảo hiểm tất cả đều tăng ẩn đi khí tức không ai có thể nhận ra được thân phận thực sự của bọn họ đại công phụng lần lượt giới thiệu cho bọn họ trong sóc vị này đạo hành tệ nhất cũng là hạng lục địa thần tiên trung giai cao nhất chính là một vị lục địa thần tiên đại viên mãn ký ức của bọn họ đều rất xa lạ tôi ý thức được Sáu người này đều không tham gia vào cuộc chiến giữa hai phái chính tàn lần trước Bọn họ vẫn luôn là trong tổng đàn bế quan để tu luyện Bạn nước cao thủ đều là trưởng lão của bản môn có thể là nhị trưởng lão, tứ trưởng lão và thất trưởng lão Ba vị nam cao thủ là cung phụng của bản môn Gồm tam cung phụng, tứ cung phụng và bát cung phụng Nơi tướng giới thiệu với tôi Lòng trung thành của sáu người này không cần phải nghi ngờ bọn họ đã bắt đầu. Sáu cầu nhân có tàng ẩn khuôn mặt này đều đã từ bỏ tên tuổi của bản thân, tất cả bọn họ đều sử dụng danh hiệu riêng. Màu Quỷ Môn có thói quen tàng ẩn đi thân phận, các trưởng lão và cung phụng đều sử dụng danh hiệu kỳ lạ, thực sự khiến cho người ta phải được đại khai nhãn giới. Tôi không biết có phải vì liễu bổng hàng là đại yêu vương liễu thủ hay không, nhưng ngoại lực của các cao thủ bản môn đều có nguồn gốc từ thực vật. Nghe rất thân thiện với môi trường. Trong ba vị trường lão, nhị trường lão có ngoại hiệu là Ngân Hạnh, tứ trường lão có ngoại hiệu là Sa La và thất trường lão có ngoại hiệu là Bách tuyết Lan. Trong số ba năm trường lão cung phụng, tam cung phụng có ngoại hiệu là Cổng Đồng, tứ cung phụng có ngoại hiệu là Thiết Tuyến Quyết, bắt cung Phùng có ngoại hiệu là giáp trúc đào tôi bước tới chào hỏi bọn họ nghe liếc và bà, bà giới thiệu danh hiệu của từng người cơ hội như tôi không thể nhịn cười được trong lòng của tôi thầm nghĩ chẳng lẽ đây là những danh hiệu mà liễu bà bà đặt cho bọn họ ngay sao không biết liễu bà bà có thể dụng tâm hơn một chút được không đây là danh hiệu cổ quái gì chứ thở đi hỏi các tổng bồn khác làm gì có ai đặt danh hiệu cho lục địa thần tiên đại năng là thiết tuyến quyết đây. Thú thực là tôi cảm thấy rất là buồn cười. Rõ ràng đây là thời khắc cây cỏ, dài bình đây mà. Nhưng những cái tên này thực sự khiến cho tôi suýt nữa bật cười đến thành tiếng. Có thể thấy những danh hiệu đó không thực tế chút nào. Rõ ràng sáu cao nhân rất có phần cảm với những danh hiệu này. Khi nghe thấy tôi gọi bọn họ theo cách này, họ đáp lại bằng một giọng trầm trầm ánh mắt đầy ai oán, đặc biệt là bà vị nữ trưởng lão. Cũng đúng thôi, đó là dùng cây còn để làm hiểu, cũng phải đặt cho các nữ tướng một danh hiệu như đậm mẫu đơn, lạp mai, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn không, nghe cái tên xa la trong đầu của tôi nghĩ đến món xà lát. Có nên nhắc đến danh hiệu của thiết tuyến quyết và giáp trúc đào không đây, tôi thực sự muốn hỏi một câu, đó là loại quỷ quái gì vậy? Xong tôi vẫn cố gắng chịu đựng Cũng coi như là tôi không quá thất thú Bởi vì đó là tâm huyết của liễu bà bà Đã mất công sức để nghĩ ra ngoại hiệu Cho nên tôi cũng không đưa ra bất cứ một bình luận nào Nhưng nữ tướng vừa lại bước lại gần Nữ tướng đắc ý nhìn tôi Môn chủ Danh hiệu của bọn họ đều do tàn đặt môn chủ thế thế nào Có dễ nhớ dễ gọi hay không Tôi loạn tràng suýt nữa thì ngã đập đầu xuống đất Tôi vội vàng ổn định lại thân thể, trước tiên tôi nhìn về mặt bất lực của Liễu bà bà tỏ ý xin lỗi. Trong lòng thầm nói, bà bà than cho tiểu tử đang nghĩ oan cho bà bà, hóa ra những danh hiệu này đều là nữ tướng đặt cho. Nữ tướng là nữ nhân của tôi, vậy thì nữ tướng muốn sao cũng được, tôi làm sao dám bắt bẻ đây. Hóa ra là vẻ u oán trong mắt của các nữ trường lão xuất hiện, phát ra từ nữ tướng mà ra. Nữ tướng người nên so sánh ngoại hiệu của mình một chút. Nữ tướng Như Lai nghe rất uy phong lẫm liệt. Vậy mà đặt danh hiệu cho các vị trường lão là Giáp Trúc Đảo Bách Tuế Lan. Những cái tên này có nghĩa gì đấy? Trong lòng của tôi không ngừng phỉ báng nhưng bề ngoài lại nhìn nữ tướng với vẻ ngưỡng mộ. Đại trường lão rất dùng tâm, ngoại hiệu cũng rất hay không dễ bị nhầm lẫn. Thật vậy sao? Môn chủ cũng cảm thấy như vậy thật không? Được phu quân biểu dương nữ tướng cảm thấy rất hạnh phúc. Ở bên cạnh nữ tướng hình ảnh của toàn lãnh ngam trong sự kiện thành phố phục trí đã bị khai mở trong đầu của tôi. Đương nhiên là thật, tôi chỉ có thể nói được với lòng mình, tôi còn à, tôi còn kịp nhìn thấy nhãn thần của bà nữ trường lão càng thêm ai oán. Nơi chung trước vị trường lão ngoài trừ nữ tướng Như Lai, nửa trường mới gia nhập, còn lại đa phần đều xuất thân từ quỷ môn, cuối cùng mới trở thành trường lão, chắc là đồng môn dưỡng quỷ thuật của bản môn. Cả ba cung phùng lẽ gian đều có tính chất, thượng khách, bọn họ gia nhập vào quỷ môn, để hưởng thụ sự cung ứng về tài nguyên từ quỷ môn. Khi có việc sẽ tận tâm tận sức, nhưng bọn họ sẽ không đi học pháp thuật của quỷ môn. Đương nhiên đây là trạng thái bình thường, chẳng hạn như Liễu bà bà là đại yêu đã sống trong quỷ môn hàng trăm năm, Tôi cũng không biết liệu bà bà có học bí thuật của quỷ môn không nữa. Ba vị nam cung phùng, trong quá khứ có lẽ là tán tu rất nổi tiếng trên đạo thượng, về sau gia nhập vào bản môn. Tôi liếc nhìn ba vị nữ trưởng lão, hy vọng trong tay bọn họ nuôi dưỡng nhiều quỷ vương. Ở thời điểm cần sử dụng đến vũ lực này, càng có nhiều quỷ vương càng tốt. Bình thường bọn họ phong ấn đề pháp lực, nhưng kỳ thực bọn họ đều là đại cao thủ có cấp độ lục địa thần tiên trung giai. Nếu như bọn họ biết dưỡng quỷ thuần của bản môn, chắc cũng phải có vài con quỷ vương phải không? Điều này thiệp cập đến những bí mật căn bản của dưỡng quỷ đại sư. Mỗi một dưỡng quỷ đại sư đều có chú ý, nhất là đến tính bảo mật thông tin về cao thủ quỷ hồn do chính mình nuôi dưỡng. Tôi cũng không tiện truy hỏi, để đến lúc chiến đấu bọn họ sẽ mang ra sử dụng, đến lúc đó thì rõ ràng rồi. Tôi quay đầu nhìn về Liên Y Ngân đang nằm bất tỉnh, nơi tướng lập tức chuyển âm nói, môn chủ người yên tâm. Sự an toàn của cô nương Liên Y Ngân cùng cổ quất hoàn toàn không có vấn đề gì. Sự thức hồng cắt và sự tỷ tả trang đã khôi phục được 70%. Còn có ngay vị lão tổ sẽ di chuyển cùng đội ngũ để bảo vệ cho mọi người tôi không thấy hai vị lão tổ bán bộ phi tiên đã ai bởi vì hai vị lão tổ đã cài trang thành đệ tử của bản môn chỉ có nữ tướng và liễu bà bà mới biết ai là hai vị lão tổ những người khác căn bản không thể biết được là việc như vậy rất an toàn tôi cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa tôi gật gật đầu nghe được động tính bên ngoài mật thất tôi biết được người bên trong tổng đàn đang rút lui cũng không cần phải nói bọn họ sẽ rút lui về đâu Thọ không có ba hang Mao Sơn quỷ môn nhất định đã sớm quân định rút lui Mỗi môn phái đều bí mật về căn cứ của riêng mình Tôi chỉ cần yêu cầu nữ tướng sắp xếp cẩn thận Những thứ khác tôi không cần phải suy nghĩ Xuất phát Nhìn tám vị đại cao thủ trước mặt tôi với tay ra lệnh Thuận bệnh Đám cao thủ đồng thời trả lời Sau đó cùng tôi bước ra khỏi mật thất sau khi gặp cổ quất cô ta tới bái kiến tôi chỉ tay vào trong mật thất cổ quất lập tức hiểu ra cô ta liền bước vào bên trong sau đó cổ quất cõng liền đi ngừng đang ngủ trên đưng cô ta dùng dây thừng buộc chật lại hai người các ngươi an toàn là trên hết có hiểu không bám sát theo đội hình tôi nhỏ giọng dặn dò đội như hiểu rồi sư phụ mọi người phải cẩn thận đấy Cô quất rất thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua cô ta cũng biết tôi và bọn nữ tướng như Lai sắp có những hành động gì. Tự nhiên hiểu được nguy hiểm cho nên mới không yên tâm dặn dò thêm một câu. Tôi mỉm cười vươn tay xoan đầu Cổ quất, liếc nhìn đám cao thủ đông mặt nạ trong đại sảnh, tôi nghiệp giọng nói. Chưa vị, ủy thác cho các vị từ người cúi đầu chỉ tay về Cổ quất và liên y ngưng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đám đệ tử của quỷ môn vội vàng đáp lại tôi yên tâm dẫn tám vị cao nhân rời khỏi tổng đàn tất cả đều thi triển tặng thân thuật tôi vỗ vỗ vào người giấy trong túi có anh quỷ thập quỷ tịch lập tức xuất hiện những sợi dây âm khí đựng vương dài buộc chặt lấy tất cả mọi người bà nữ quỷ vương đã đem theo chúng tôi bài vút lên trên cao trên bầu trời mây đen u ám tôi nhanh chóng quan sát bốn phương âm nhãn của tôi hoạt động rất hiệu quả tôi có thể nhìn tấu màn sương mù dày đặc lựa chọn những khu vực có quỷ vừng đông đúc nhất ba bọn quỷ vương cất lên tiếng gầm gừ khe khẽ chúng mang theo tôi bởi đến khu vực đã được chỉ định hành động săn quỷ đã chính thức bắt đầu thời gian trước khi thông đạo địa ngục bị sụp đổ ác quỷ bị thu hồi chỉ còn khoảng một tiếng hai mươi phút nữa mục tiêu của chúng tôi là chạy đua với thời gian để săn bắt đám đại quỷ vương và quỷ vương cao thủ của địa ngục để khống hồn trước khi hoàn nguyên chân nhân kiểm ra tay đương nhiên quỷ môn cũng có những loại pháp thuật cưỡng bức khống hồn nhưng hiệu quả thì kém hơn thế nhưng mà quy tắc rất nghiêm ngặt nói chung là không được phép sử dụng bản môn có thói quen sống hòa khỏe với quỷ quái dưới quyền không có thói quen dùng vũ lực để khống chế nhưng mà lúc này thì không thể làm được như vậy nếu đúng như vậy Liên Y Ngưng đã suy đoán Trong khoảng thời gian này Còn đến 8 phần 10 đám quỷ vương đại quân ở Hoàng Lão Lĩnh Đã bị Hoàn Nguyên khống chế rồi Có lẽ khoảng 50 phút Hoàn Nguyên sắp quay trở lại để khống chế đám đại quỷ vương Không còn nhiều thời gian ở bên chúng tôi Đương nhiên những việc này đều dựa trên cơ sở Liên Y Ngưng không suy đoán nhưng cả nữ tướng và nếu bà bà đều không đặt câu hỏi về suy luận của Liên Y Ngưng Tôi cũng cảm thấy suy luận của Y ngưng có 70% khả thi. Nếu đã như vậy, chúng tôi đành phải dành tin cơ trước địch nhân. Cho dù Liên Y ngưng có suy luận sai cũng không sao. Cho dù cục thế cũng đã hỗn loạn rồi. Tôi không ngại có thêm sự truy cứu trách nhiệm từ phía địa phủ. Để tạng vương trong khu còn không làm gì được lão tử. Trên dương gian, lão tử càng không sợ địa phủ. Nếu đổi lại là âm gian đương nhiên tôi cũng không có dũng khí để làm như vậy. Nhưng tại đây, lão tử dám một nhát xuyên thùng bầu trời. Điều kiện tiền đề là nếu tôi thực sự bị bức phải làm như vậy. Đó chính là lúc này. Đại hộ Pháp tôi nhìn về phía nữ tướng đeo mặt nạ trắng. Cô ta là đại hộ Pháp của bản môn, đều vì hiện nách uy phòng cũng rất cao. Nếu có việc gì có đương nhiên phải dựa vào cô ta một chủ có điều gì dặn rõ? Nữ tướng như lại luôn giữ khoảng cách với tôi trước mặt đám cao nhân. Chúng tôi cũng không muốn mọi người biết mối quan hệ thân mật giữa tôi và nữ tướng. Không thể không nói, nữ tướng đặc biệt giỏi về phương diện diễn kịch. Một lần nữa chúng ta sẽ chọn mục tiêu đầu tiên là đại quỷ vương. Sau khi đã lựa chọn được mục tiêu, cần phải bố trí trước để giam cầm đại quỷ vương vào một số quỷ vật để không làm kinh động đến những con đại quỷ vương khác. biết đại trưởng lão bản lĩnh rất cao cường, Tôi muốn hỏi đại hộ pháp có khốn trận nào có thể bố trí được một thời gian cực ngắn hay không? chỉ cần đại hộ pháp có thể giam hãm đại quỷ vương trong vòng vài phút, trong khoảng thời gian này bên chúng ta có thể hạ gục được nó hay không? bên chúng ta phải thử sức vài lần, nếu thực sự không thể hạ gục được, chúng ta sẽ phải đi tìm mục tiêu khác không nên lãng phí thời gian. Tôi đang nghiêm túc thảo luận vì nữ tướng không cần sử dụng truyền âm, bọn liễu bà bà cũng có thể nghe được. Lúc này chúng tôi vẫn đang ở trong trạng thái bay trên cao, nhưng quỷ vương đã dùng quỷ khí để bố trí lực trường phòng hộ. Chính người chúng tôi không cần quan tâm đến đám quyền hồn cản đường, đã có anh em quỷ thập và cố anh ra tay thanh trừ. Khi nữ tướng nhìn lại nghe tôi nói như vậy, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ lóe sáng truyền cho tôi một cảm giác dịu dàng sau đó trở nên bình tĩnh bồn chủ ở đây có một trận pháp cấm cố của phật tông truyền thừa được gọi là ít đế giả làm trận chính là trận pháp chiêu gọi hộ pháp đầu ảnh của phật môn để làm trận nhãn thúc động trận pháp cấm cố khi đã thúc động trận pháp có diệu dụng vô cùng phần lực mềm mại sẽ trường về tăng ẩn sẽ không dễ bị kẻ địch bên ngoài phát hiện. Có thể bố trận thành công trong vòng nửa phút, nhưng nhược điểm là bản thân ta phải đứng ở trong trung tâm của trận pháp để vận hành trận pháp, không thể rời bỏ vị trí để giúp môn chủ đi giáng phục đại quỷ vương. Điều này... Nên tướng nhìn tôi rồi tỏ ý lo lắng, quá tốt rồi. Đại trưởng lão cứ yên tâm không chế ít đế giả làm trận, còn lại cứ để tám người chúng ta đối phó với một con đại quỷ vương chỉ có thể dùng đến mấy phút nếu không thời gian sẽ không đủ nếu trong khoảng thời gian này mà không thể chấn phục được đại quỷ vương chúng ta phải dứt bỏ tôi nhìn về phía liễu bà bà mà nói chúng tôi rõ rồi các cao nhân đều cùng nhau bày toàn lập trường bọn họ nhất định sẽ tuân theo quy tắc này để hành động đây là hiệu quả mà tôi mong muốn nhất chỉ có thể nghiêm mật tuân theo chúng tôi mới có thể tiến lại theo ý muốn, đồng thời công kích lực sẽ tăng lên gấp đôi. Giọng nói chuyển âm của Liễu Bà Bàn đột nhiên lọt vào tay của tôi. Môn chủ, theo những gì mà Liên Y Ngưng đã nói, trong mấy chục phút nữa, mà đầu Hoàn Nguyên sẽ xuất hiện tại thành phố hiện tại, đang bị quỷ quái chiếm đóng, cộng với bên chúng ta tranh đoạt đại quỷ vương và quỷ vương cao thủ làm thuộc hạ. À? Vậy thì rất có khả năng chúng ta đối đầu trực tiếp với Hoàn Nguyên. Lúc đó bên cạnh Hoàn Nguyên còn có các đại quân của Hoàng Lão Lĩnh bị giáng phục. Nếu xảy ra tình huống như vậy, chúng ta phải ứng phó thế nào cho ổn thỏa đây? Bất giác tôi phải giật mình, không sai. Suy nghĩ của Liễu Bà Bà rất có lý. Tuy diện tích bị quỷ vật chiếm đóng rất rầm, nhưng cao thủ cấp đại quỷ vương nhiều lắm cũng chỉ có hơn chục con. Đều là mục tiêu lựa chọn đầu tiên của cả hai bên. Nếu như vậy, sẽ có thể chúng tôi sẽ chạm chắn hoàn nguyên cùng quần quỷ. Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là giống nhau, cần phải chấn vọng tất cả các đại quỷ vương trước cô ta kịp tới. Điều đó là không thể bởi luôn có những con cá lọt lưới. Cho nên tính khả năng gặp vài hoàn nguyên là rất cao. Điều khủng bố hơn nữa là pháp thuật tàng ẩn của hoàn nguyên có thể nói là quán tuyệt thiên hạ. Cho nên cho dù cất cẩn thận chưa chắc từ cửa ly rất xa chúng tôi đã phát hiện ra cô ta. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi không muốn tránh đi cũng rất khó. Cho dù hoàn nguyên xuất hiện một mình, nhưng cũng có thể mang theo các đại quân của hoàng lão lính mới giáng phục, bất kể là trường tôn ngạo quân hay bảng ni ni, hay những lão quỷ vạn năm khác. Không ai trong số bọn họ là những ngọn đèn hít dầu. Sau khi đường cô ta phóng thích, bên chúng tôi đã rơi vào trong hiểm cảnh nên đối đầu trực tiếp nhóm chúng tôi không phải là đối thủ của Hoàn Nguyên. Nghe đến đây tôi quay đầu nhìn nữ tướng và đám cao thủ rồi nói Chữ vị, theo như ta tính toán khoảng 50 phút nữa, Hoàn Nguyên sẽ xuất hiện tại vùng lân cận nơi có sự xuất hiện của Đại Quỷ Vương. Mà lúc đó rất có khả năng Hoàn Nguyên đã bị khuất phục được đám Quỷ Vương Đại Quân của Hoàng Lão Lĩnh. Xét về thực lực của bản thân Hoàn Nguyên còn có cả sự trợ giúp của các đại quân của hoàng lão lĩnh nữa chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ một khi đã gặp phải thì vô cùng khó khăn cho nên không cần biết kết quả trong 50 phút này thế nào một khi đã hết thời hạn chúng ta phải lập tức từ bỏ mục tiêu là đại quỷ vương chuyển mục tiêu sang quỷ vương và bắn bộ quỷ vương có như vậy mục tiêu quyết định đầu tiên là đám đại quỷ vương của hoàn nguyên sẽ cách xa chúng ta rồi cho nên nói trong 50 phút này sẽ là thường hạn có hiệu lực để chúng ta thu thập đại quỷ vương Qua một khoảng thời gian này chúng ta không còn cơ hội nữa chưa vì chúng ta hãy hết sức nỗ lực vì quỷ môn Tất cả vì quỷ môn Nữ tướng và đám cao thù đồng thanh đáp lại Đối phương quá cường hãn không cần phải đối đầu đánh nhau Tránh vòi cũng chẳng xấu mặt nào Kể thật điều mà tôi nghi ngờ nhất trong đồng chính là hai mẹ con của Hương Hương đã thất tung. Nhưng đứng trước đại địch tôi chỉ có thể chôn giấu sự lo lắng tận đáy lòng mà không thể hiện ra. Là một vị thủ lĩnh tôi có phải trách nhiệm với bản môn nếu chỉ vì lo lắng cho những người thân của mình mà tâm thần loạn động, chẳng phải đám cao thủ bên cạnh sẽ mất đi trụ cột hay sao? Vì vậy tôi chỉ có thể trở nên kiên cường Quả nhiên trách nhiệm của môn chủ nặng như Thái Sơn, không phải rằng thất phu bình thường có thể chịu đựng được. Áp lực to lớn này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được, cũng không thể nói cho người khác biết được. Càng trên cao càng lạnh, câu nói này không hề sai. Đám đại quỷ vương của địa ngục hiện tại có hơn chục con hiện trên dương thế, mỗi con đều có giá trị rất lớn, để cạnh tranh với con quái vật hoàn nguyên, ít nhất chúng tôi cũng phải khuất phục được một nửa trong số ngay chục con đại quỷ vương này. Như vậy chúng tôi mới có được một sự tự tin nhất định. Nhưng thời gian còn lại để chúng tôi săn bắt đại quỷ vương đã quá ít. Tôi thực sự không biết liệu có thể hoàn thành kế hoạch đất định hay không. Một khi hết thời hạn, để tránh gặp và hoàn nguyên, các đại quỷ vương khác ở gần bên chúng tôi sẽ không dám tiếp cận nữa. Loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta phải tức giận. Cần phải biết được rằng tất cả chín người của bên chúng tôi đều lần lục địa thần tiên, một đội ngũ bao gồm thực lực cường hãn đến như vậy. Thế mà vẫn ẩn nhà mình trước kẻ thù, nói ra thực sự rất khó tin. Nhưng thực sự đang bày ra trước mắt, bản thân của Hoàn Nguyên đã vô cùng cùng bố rồi, huống hộ còn có thêm đám đại quân và hoàng lão lĩnh đây. Lúc này tôi thực sự hy vọng suy luận của Liên Y Ngưng là sai lầm. Nhưng một giọng nói trong lòng đã nhắc nhở tôi rằng sự thật bao giờ cũng rất tàn khốc. Rất có thể nó còn tàn khốc hơn suy luận của Liên Y Ngưng rất nhiều. Môn chủ, sau thời hạn năm 10 phút, xác tưởng là chúng ta không thể bắt đại quỷ vương được nữa. Nhưng chúng ta cũng không thể đứng chờ mắt nhìn hoàn nguyên chân nhân dẫn dắt bọn trưởng tôn ngạo quân thuận lợi để bắt đại quỷ vương được không. Nếu bà bà đột nhiên nói ra lời này Tất cả đội ngũ chúng tôi đều xứng sở Đúng vậy Tôi vỗ tay tán thưởng Tôi cảm thấy rằng biểu hiện của mình không đủ tốt Tại sao tôi luôn suy nghĩ chậm hơn những người khác nửa nhịp đây Kể thần trong lòng của tôi hiểu rõ tại sao Xét về kinh nghiệm nếu bà bà là một đại lão rất thâm trầm Tuy rằng tôi có kinh nghiệm của bà kiếp sống Nhưng nếu dồn vào một chỗ Tổng số năm thực sự không nhiều, cộng thêm số năm của thương đông chân nhân và lầm dành nhữ mới chỉ có mấy chục năm. Càng không nói tới phương cường kiếp này mới ngoài 20 tuổi, ba kiếp cộng lại với nhau mới chỉ có hơn 200 năm, không thể so sánh với liễu bà bà cho được. So sánh về trình độ não lực, người có kinh nghiệm suy nghĩ nhanh hơn là điều đương nhiên, cho nên tốc độ phân tích của tôi chậm hơn nếu bà bà nửa nhịp, chẳng còn có cách gì khác Ai bảo tôi không có đường bộ não siêu Việt còn hơn nghìn năm kinh nghiệm của yêu nghiệt đến y ngưng đây. Nơi tướng nhìn liễu bồ hàng nhẹ giọng nói Vậy ý tứ của đại cung phụng là gì? Có thể như thế này được câm Trong vòng 50 phút chúng ta dùng toàn lực để bắt đại quỷ vương Sau khi hết thời hạn chúng ta sẽ chia thành ngay đội Một tiểu đội sẽ đi bắt quỷ vương Cho dù chỉ có 5 người nhưng nếu bắt từng con quỷ vương một cũng rất hiệu quả. Đội ngũ bốn người còn lại cho những người giỏi tàng ẩn thuận và pháp thuận công kích tầm xa, sau đó thì đi tìm những đại quỷ vương khác, không cần phải bắt phát hiện từ xa, lập tức dùng liên hoàn pháp thuận để công kích. Sau khi cầm kích thì lập tức rút lui, nếu làm như vậy tất cả khiến cho đại quỷ vương nổi cân thịnh nộ, nhất định sẽ triệu tập các thuộc hạ của quỷ vương và quyền hồn lợi hại để phát tác ví dụ nếu lúc này hoàn nguyên đang tầng ẩn chuẩn bị đánh sàn bắt mục tiêu nhưng mà đại quỷ vương đột nhiên trở nên hung bạo, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc hoàn nguyên rất khó bắt giữ như vậy sẽ vào vỡ kế hoạch bắt giữ đại quỷ vương của hoàn nguyên ít nhất nó cũng làm tăng thêm đầu có cho tiền ma đầu đó nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để những người thực hiện nhiệm vụ này lại không bị hoàn nguyên quát định và truy sát? Đây là điều đáng lo ngại nhất bởi độ rủi ro rất cao. Nhưng so với việc để cho hoàn nguyên thuận lợi bắt được các đại quỷ vương khác, có vẻ như đáng để cho chúng ta mạo hiểm. Đôi mắt của chúng tôi sáng lên nhưng lập tức tối đi bởi tôi nhận thức được có rất nhiều nguy hiểm. Vừa đi săn bắt quỷ vương vừa gây náo loạn cho hoàn nguyên, kế hoạch này nghe ra có vẻ thú vị. Nhưng đúng như liễu bà bà đã nói, âm thầm làm cho quỷ không khó. Cái khó là làm sao để chức nhắn quỷ như tờ tà điện, tặng ẩn thần tuyệt cao như hoàn nguyên chân nhân vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân đây. Vốn là tiểu đội ban được tách ra, nhưng một khi đã bị hoàn nguyên quát định, như vậy sẽ gặp phải nguy hiểm. Hướng hộ cô ta đã biết lôi độn thuật Rất có thể đã lâu cô ta không sử dụng rồi Hoàng có thể thời gian đêm đã hết Có thể tiếp tục sử dụng lôi độn thuật Vậy thì chúng tôi sẽ khó thoát khỏi hoàn nguyên cuồng độ truy sát Cho nên nói ý tưởng thì hay Thế nhưng mà làm sao để hoàn thành một cách thuận lợi đây Thực sự là rất khó Hoàn nguyên không phải là thứ mà những pháp sư thông thường có thể đối phó Cô ta còn biết sử dụng bí thuật thời viễn cổ Tâm cơ của hoàn nguyên chân nhân là vô cùng thâm sâu Chỉ có quỷ mới biết được cô ta phản kích bằng thủ đoạn nào Đối mặt với tên đại ma đầu này không ai dám đại ngôn Phải có đường loại bản lĩnh đó mới thành Lúc này không phải là lúc để thể hiện Cần phải tự hiểu về bản thân Những người vọng ngôn tự đại sẽ chỉ mang lại sự diệt vong cho chính bản thân của mình Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.